Xin chào anh chị em và các bạn, tôi là Ngọc đây. Thị trường bất động sản tại đảo Long Phước hiện tại nó có phải là đáy của thị trường hay không, hay là chỉ là đáy cá nhân? Và đối với lại cái dự thảo cái bảng giá của Sở Tài nguyên Môi trường cung cấp sau ngày 1 tháng 8 thì cái bảng giá này so với lại thực tế của những cái bất động sản ở trên mặt tiền đường Long Phước đang như thế nào, và có cái cơ hội nào cho những cái nhà đầu tư tại đây hay không, thì trong cái video này thì tôi Ngọc sẽ giải đáp những cái điều trên. Và nếu như anh chị và các bạn thấy cái nội dung tôi Ngọc chia sẻ là hay hoặc là hữu ích hoặc có thể giúp đỡ cho một ai đó, thì anh chị và các bạn vui lòng chia sẻ đường link này đến người bạn đó. Theo quan điểm của tôi Đinh Ngọc thì đối với cái đáy của thị trường bất động sản thì nó sẽ rơi vào quý 3 của năm 2022, khi mà với câu chuyện bắt chủ tịch của Vạn Thành Phát đó là bà Trương Mỹ Lan, thì tại cái thời điểm này nó gần như nó là cái vùng đáy vực thẳm nhất của thị trường bất động sản. Và cái đáy này thì nó kéo dài từ quý 3 của năm 2022 đến quý 3 của năm 2023, và bắt đầu từ quý 4 của 2023 đến thời điểm hiện tại, thì theo đánh giá của tôi Ngọc thì hiện tại đây thì nó là chân của một cái sóng mới, của một cái chu kỳ mới. Và đương nhiên tại thời điểm này nó không phải là vùng đáy của thị trường nữa, mà nó là nó rơi vào cái câu chuyện nếu có những cái sản phẩm tốt thì đó là đáy của cá nhân. Có nghĩa là cái lô đất này nó phụ thuộc vào cái chủ của cái bất động sản đó, họ có những cái câu chuyện gì mà họ bắt buộc phải cắt lỗ sâu so với cái đỉnh của 2022 để họ giải quyết công việc. Và đương nhiên thì bây giờ thị trường bất động sản nói chung thì hiện tại chưa quay về cái vùng giá của quý 4 năm 2021 đến quý 1 của 2022. Và hiện tại thì đâu đó theo quan sát của tôi Đinh Ngọc thì với những cái nơi như Vinhome Mường Điện Bắc hoặc xung quanh Vinhome Mường Điện Bắc thì nó rơi vào khoảng 75 đến 80% của cái giá đỉnh của năm 2022. Và đương nhiên thì trong cái câu chuyện này thì cũng có những cái bất động sản mà bây giờ thật sự họ đang bị ngộp, thì nó rơi vào những cái bất động sản đó là sao, đó là những cái bất động sản có cái giá trị giao dịch lớn, có thể là từ 1 đến 3 triệu đô. Thì đối với là những cái bất động sản mà có cái giá giao dịch lớn thì nó sẽ rất là kén khách. Và đặc biệt đối với là những cái bất động sản mà nó không thể tạo ra dòng tiền ngay được thì nó vô cùng kén khách. Thì bây giờ hiện tại đang có những cái bất động sản đang giảm giá 40% so với lại lúc cái giá đỉnh. Ví dụ như một cái bất động sản đó là 20 nhân với lại 40 tại cái mặt tiền đường Long Phước này, khi mà cái bất động sản này đã có gần 400 mét thổ cư rồi. Nếu mà chỉ tính mình riêng gần 400 mét thổ cư nhân với lại cái giá là 52 triệu một mét vuông như theo cái bảng giá mới, thì đâu đó mình cái tiền lên thổ cư không đã lên đến gần 20 tỷ rồi. Và cộng thêm với lại hơn 400 mét đất cây lâu năm ở một cái bất động sản đã được san lấp rất là đẹp đẽ, đã được quây rào rất là vuông vức, và thậm chí đã xây dựng một cái căn nhà một trệt 3 lầu và có 10 phòng rồi. Mà cái bất động sản này thời điểm 2022 được chào bán với giá là 42 tỷ. Tuy nhiên thì bây giờ phải cắt lỗ 40% xuống còn là 25 tỷ. Thì đấy là những cái câu chuyện riêng về cá nhân. Hay là ở trên mặt tiền đường Long Phước này có những cái bất động sản và nó có những cái câu chuyện đặc thù riêng của nó. Và đối với lại trên mặt tiền đường Long Phước này thì có những cái bất động sản hiện tại nó là 1.600 m², thì nó rơi vào là 25 nhân với 65, và nó đã có một phần thổ cư rồi, và hiện tại chủ cần bán gấp thì đưa ra một cái giá để giao dịch được luôn, đó là 12 triệu một mét vuông. Và đương nhiên những cái bất động sản này thì nó là những cái bất động sản cần phải có những cái khách hàng hiểu biết về bất động sản thì mới giao dịch được những cái bất động sản này. Và đương nhiên những cái bất động sản này nếu giả sử anh chị và bạn quan tâm thì cũng phải gặp trực tiếp và cà phê trao đổi, chứ mình cũng không có thể mình gửi tràn lan những cái thông tin trên mạng, tại vì phải bảo vệ cho những cái chủ này, và cái chủ này họ có những câu chuyện riêng và họ cũng không muốn công khai bán những cái bất động sản như trên. Thì đấy là những cái câu chuyện mà tôi Ngọc chia sẻ. Còn đối với cái vùng giá của những cái bất động sản ở trên mặt tiền đường Long Phước này có sát với lại cái giá ở trên cái bảng giá này hay không, thì đầu tiên thì chúng ta phải biết rằng cái thời gian mà áp dụng cái bảng giá chính thức thì theo như cái quy định của Bộ Tài chính và theo như cái nội dung của ba bộ luật: Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở và Luật Đất đai 2024, thì
cái thời điểm mà đối với lại những cái tỉnh thành mà áp dụng về cái bảng giá đất thay vì khung giá đất thì đó là sau ngày 31 tháng 12 của năm 2025, nghĩa là bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 của năm 2026 thì chúng ta mới chính thức áp dụng cái bảng giá đất. Và đối với lại cái video mà như Tô Đình Ngọc chia sẻ ở trước thì đối với lại cái chủ đề đó là tiền đâu mà đóng thuế bây giờ, thì chúng ta sẽ hiểu rằng đối với lại những cái bất động sản ở mặt tiền đường Long Phước này thì nó có rất là nhiều loại quy hoạch. Thứ nhất là quy hoạch đất ở hiện hữu, thì đa phần những cái đất ở hiện hữu thì những cái chủ của những cái bất động sản trên họ đã lên thổ cư rồi. Tiếp theo đó là những loại đất mà dân cư mới, thì đối với lại đất dân cư mới thì có một số anh chị đã lên thổ cư, như cái trường hợp mà Tôn Ngọc vừa chia sẻ đó là những cái bất động sản mà 25 tỷ như vậy thì người ta đã lên đến khoảng 50% nó là thổ cư rồi. Thì đương nhiên những cái bất động sản mà ở những cái nơi có cái mức tăng giá đóng thuế nó cao nhất như thành phố Thủ Đức mà họ đã lên thổ cư rồi thì đương nhiên họ sẽ có một cái ưu thế, một cái lợi thế sau này khi ra hàng đấy. Và tiếp theo đó là những cái đất mà nó là cây lâu năm, nó quy hoạch nó là có thể là du lịch sinh thái kinh tế vườn, hoặc những cái vùng đất mà cây lâu năm ở trên mặt tiền đường Long Phước này luôn mà nó chưa có cái quy hoạch thổ cư. Thì theo như cái quan điểm của Tô Đình Ngọc, trong thời gian tới khi mà áp dụng ba cái bộ luật trên và triển khai luật thì một cái chủ trương, một cái nghị định 18 thì phải tối đa hóa công năng sử dụng đất. Thì câu chuyện tương lai thì Tô Đình Ngọc tin rằng khi mà đã thu một cái mức giá thuế cao như vậy thì gần như trên toàn cái tuyến đường này thì nó là tuyến đường dân sinh, và đó là tuyến đường dân sinh thì những cái đất mà đủ những cái điều kiện phù hợp thì đương nhiên nó sẽ được lên thổ cư. Và đương nhiên thì những cái người mà có mục đích lên thổ cư thì cũng phải đóng một cái khoản thuế cũng khá là lớn. Như anh chị em và các bạn cũng biết rằng đối với 100 mét vuông mà lên thổ cư ở cái mặt tiền này thì nó cũng rơi vào 5,1 đến 5,2 tỷ cho 100 mét vuông, và đó cũng là một số tiền khá là lớn so với lại trung bình thu nhập của những người dân tại đây. Và cái câu chuyện để mà quan sát cái bảng giá đất với lại cái giá thực tế thì theo như quan sát của Tô Đình Ngọc thì đối với lại tình hình chung của thị trường thì cái bảng giá đất này nó sẽ gần như nó sẽ đúng, nó rơi vào cái câu chuyện tỷ lệ là từ 50% đến 80% cái giá thị trường. Tuy nhiên thì như anh chị em và các bạn biết rằng đối với lại những cái thời kỳ khó khăn như thế này, đối với lại những cái bất động sản ở trên những mặt tiền đường này mà cái tài chính ngân sách nó lớn từ 1 triệu đô đến 5 triệu đô thì những cái bất động sản như vậy mà nó đã không có dòng tiền tốt thì đương nhiên những cái bất động sản đó thậm chí là nó dưới những cái giá thiêu như cái bảng giá dự thảo của Sở Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, có nghĩa là dưới 52 triệu một mét vuông. Và đương nhiên trong cái tầm nhìn từ 2024 đến 2026 khi mà chính thức áp dụng cái bảng giá này thì đương nhiên nó cũng sẽ có một chút cái câu chuyện liên quan đến chỉnh sửa lại cái vùng giá nữa. Và tôi đọc tin rằng cái sự chỉnh sửa này cũng không có cái biên độ là 10%, bởi vì dù sao nữa cái mặt tiền đường Long Phước này nó cũng là một trong những mặt tiền đường chính của một cái phường Long Phước, mà phường Long Phước thì được quy hoạch vô cùng đẹp. Như anh chị và các bạn biết rằng phía đối diện Vinhome Grand Park đây thì chính là quy hoạch khu công nghệ cao 2, hay là một có một cái quỹ đất hơn 500 hectare quy hoạch là đất hỗn hợp đô thị và giáo dục. Và đối với lại đảo Long Phước thì như những video trước anh chị và các bạn cũng biết rằng thì đối với Tô Đình Ngọc chia sẻ rằng tương lai cái câu chuyện đường liên phường nó sẽ nối vào đường Long Thuận và nó sẽ có cái cây cầu Đồng Nai 2 để nó kết nối vào đường liên vùng 4. Và tương lai những cái câu chuyện liên quan đến vành đai 3 hay là cái tuyến đường Long Phước có thể kết nối vào cao tốc Sài Gòn Long Thành thì đó là những cái tiềm năng tăng giá của những cái bất động sản tại đây. Tuy nhiên đó là cái câu chuyện là nước xa không cứu được lửa gần, thì tại cái thời điểm này thì có những cái bất động sản nó rơi vào những cái câu chuyện không phải là đáy của thị trường nữa mà nó rơi vào đáy của cá nhân. Và có rất là nhiều những cái anh chị cá nhân mà muốn bán ở trong cái thời điểm này thì đương nhiên phải đưa ra cái giá hợp lý để thị trường có thể chấp nhận được thì họ mới có thể ra hàng được ở trong cái thời điểm này. Và nếu như anh chị và các bạn thấy cái nội dung Tô Đình Ngọc chia sẻ là hay hoặc là hữu ích
hoặc có thể giúp đỡ cho được một ai đó, thì anh chị và các bạn vui lòng chia sẻ cái đường link này đến người bạn đó. Và nếu như anh chị và các bạn chưa đăng ký kênh YouTube của Tony Ngọc, hãy ấn vào nút subscribe và ấn vào nút hình quả chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ Tony Ngọc và đội ngũ team Kulen, góc nhìn đầu tư bất động sản. Tony Ngọc xin chào và hẹn gặp lại ở những video của tôi. Xin chào.